Đúng là em liều thiệt á. Không biết lai lịch gì của ảnh hết. Ngay cả nếu như ra mắt thì chưa chắc đã có gia đình của ảnh. Rồi đùng một cái ảnh bỏ đi biệt tâm, không có tin tức gì hết. Cô không có hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cha, giờ tôi cũng xin lỗi cha. Tại vì thằng kia nó cứ 5 lần 7 lượt nó qua nó tìm vợ con hoài à, nên con mới nổi cái máu ghen của con lên cha. Anh hay quá ha. Anh ghen cái kiểu gì vậy? Không lẽ bây giờ ai kiếm tôi anh cũng đòi chém đòi giết như vậy? Còn đằng này á, ông Hưng là bồ của con em của ông á, mà ông còn đòi chém đòi giết. Bởi vậy anh mới xin lỗi vợ nè vợ. Hôm nay có cha ở đây, con cũng xin lỗi cha luôn. Nhưng mà cũng kỳ, thằng Hưng là bạn trai của em con, mà suốt ngày nó không chịu tìm em con, mà cứ qua tìm vợ con hoài à. Không biết thì phải hỏi để cho biết chứ. Hả? Vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì sao sống với nhau được? Này lại gì mà nặng dữ chị? Trời ơi, lát nữa con mở ra rồi cậu tự biết vậy nhé. Này là nhỏ Nương mà.